水饺，等他烫。Này, không biết nó kêu là cái gì kêu ớt gì không biết, cái này mình không biết, cái này mình bên chợ tại thấy không đẹp không bắt lọc luôn á bạn. Mỹ nó có kẻ tắt càng ngọc ở đối ban mình nè, kẻ tắt luôn nha, rất giảm đi nhiều. Rồi nhìn kỹ cái giá nha, 60 đồng một cây nhỏ xíu. Wow, mấy cây phát lọc cành đào mấy bạn. Lì mình sẽ hỏi nó bao nhiêu cành đào này, mà Tết mà có ăn cành là bao nhiêu? Okay, có rồi nè, một nó bán một bó như vậy là 59 đồng luôn các bạn ơi. Để tính là một bó này là 59 đồng. Bên kia thì nó bán cái gì, cái cây gì giống Việt Nam mình, bông gì màu đỏ màu xanh gì mình không biết. Mà nói chung bữa nay bà con cũng đi chợ này nọ kia đó, cành đào 10 năm rồi mình mới thấy cành đào đó các bạn. Đẹp quá ha, mong các bạn năm nay phát tài nha, có chùm pháo đó. Mấy cái này Việt Nam thì qua đây thì nó lại mất 8 đồng một chùm pháo gì, cứ như vậy là một lồng là 8 đồng mà. Một chùm như là 8 đồng các bạn. Còn không thì mua cái loại này bằng gỗ chắc hai mấy đồng, mình nghĩ vậy. Mất cái gì đây, đồ phộng các bạn ơi, đồ phộng lót vàng rồi chưa kịp không không này gì bánh mình không biết, bánh đâu mình biết phát tài luôn, kẹo phát lọc của mấy bạn ơi. Bên đây mứt đồ đen của mình á, mong mấy bạn hãy like video của mình ha. Thank you mấy bạn nhiều, mấy bạn ơi nhớ đăng ký với share ra ha, thank you mấy bạn nhiều.